Ở đây có bao nhiêu người làm nghề đánh bắt cá? Em kể cho chị nghe, anh nghe nha. Đây, nhìn mấy cái chiếc thuyền màu xanh không? Là có bao nhiêu người đang làm ở đây? Thì tiền của anh chị á, giải quyết cái công ăn việc làm cho người ta. Từ việc đánh bắt mà người ta chuyển hướng đi làm phóng sanh phụ em, là anh chị đang làm từ thiện mà vừa làm phóng sanh luôn. Tiền của anh chị đổ ra đây. Anh chị hỏi là anh chị thả như vậy rồi người ta bắt lại được không Tion? Rồi cứ vậy hoài sao? Dạ anh chị đang làm từ thiện đó. Anh chị đang xoay chuyển cái nghiệp chướng của một con người. Điều mà Đức Phật không làm được, chưa làm được. Dạ. Còn em ghi nhận lại những hình ảnh này để cho anh chị thấy cái công việc mình làm vô cùng hữu ích. Giải quyết việc làm cho người ta từ thiện ha. Những người này khổ lắm họ mới làm mấy cái nghề này. Bây giờ cho dù họ có xây nhà lên được đi, cái nhà của họ em nói thiệt, cao lắm thì cũng 3 tầng thôi chứ nhiêu. Đúng không anh chị? Chứ làm sao mà xây được biệt thự, xây được tòa cao ốc được, đúng không ạ? Những cái người mà xây được cái đó là người ta không có bắt cái này không đâu, mà người ta còn phải phá rừng nữa. Phá rừng ở đây á là xây dựng nhà cửa, là bất động sản đó quý vị. Nên họ giàu lắm. Đây là miếu thờ Quan Âm trước cái rừng ngập mặn này. Đấy, cái đội phóng sanh của em là chỉ có em là mấy con chó nè. Còn thằng cậu cả nữa. Cậu cả đang ở nhà ngủ rồi. Để em về em cho quý vị coi cậu cả nha. Trời ơi nó lấm lem luôn. Em sao nó không vậy á? Sao con chơi gì lấm lem dữ con? Cái mặt mày đen luôn kìa. Không có đứa nào mặt đen hết. Lăn xả quá hả? Lăn xả quá hả? Đi về. Về về kiếm đồ ăn bỏ vô bụng cho con nha. Nước lên rồi chưa mình đi phóng sanh tiếp, rồi em đi bơi luôn cho anh chị coi. Bơi trong rừng ngập mặn. Đầu năm mới thì em cũng sẽ khai trương lượm rác trong rừng ngập mặn. Dạ. Lượm rác ở dưới sông. Rồi về xử lý, về đưa ra miếu Quan Âm nè. Cho mỗi lần người ta đốt rác á, người ta đốt ké giùm em luôn. Thì cái đó em kiếm thêm công đức cho em. Công đức của em thì em cho ba mẹ của em trong hiện tại. Em chưa kể đến công đức của ba mẹ cho ba mẹ em trong quá khứ nữa đó. Rồi cho ba mẹ của em trong tương lai nữa. Để mai mốt em có đến thế giới này em giúp đỡ chúng sanh nữa. Thì em cũng tìm được ba mẹ tốt, phù hợp, đủ duyên để nuôi dạy cho em. Cho em nhiều khổ hạnh, cho em nhiều đắng cay, cho em nhiều niềm vui. Nói chung cho em kiểu gì đó để em thức tỉnh tiếp tục giúp cho quý vị thức tỉnh để quý vị đến được thế giới cực lạc của A Di Đà, đến được cõi của Chúa Giêsu, đến được những nơi mà quý vị mong muốn. Quý vị đổi ra phước hết trơn rồi, có cái tiền ở thế gian này mình đổi ra phước được. Chứ cái tiền ở thế gian này á, bây giờ không đổi ra phước chết không đem đi được. Đưa con cái xài hết à. Vợ con rồi cũng tiêu rồi, họ không có biết giữ cái công sức mình làm bao nhiêu nay á. Họ làm tiêu tan hết, nó uổng lắm. Vẫn giữ cho mình để cho con em của mình. Nhưng mà hãy phóng sanh nhiều lên. Đó. Chia ra cho em 10% trong đó đi. Phóng sanh cứu thiên nhiên phụ em.
cho tương lai đất nước mình nó tươi sáng. Cá biển là thể hiện nền kinh tế của quốc gia chứ không phải mấy căn nhà cao chọc trời. Mọi người đã nghĩ sai rồi. Các nhà khoa học họ đánh giá một quốc gia giàu hay không á là nhờ sản lượng cá biển của nước đó. Giống như tại sao mà Trung Quốc người ta đi giành Biển Đông, không giành mấy cái căn nhà cao ốc đi. Bởi vì họ có thể mua được những căn nhà cao ốc, họ có thể xây được rất là cao luôn. Nhưng ở biển đó nó có cá nhiều, cá đó mới nuôi sống được cái tương lai đất nước của họ, cái tài nguyên ở đó đó. Chứ mấy căn nhà cao ốc rồi xây lên nó giống như cục gạch vậy đó, cục gạch cao thôi, cho người vô ở thôi, nó không có sinh trưởng nữa, nó thành tử rồi. Còn thiên nhiên phát triển, còn tăng trưởng là gọi là sinh. Cái cây gì nè, đang mọc nè, gọi là sinh. Mà cái cây nó bị chặt đi làm cái gỗ xây nhà rồi, nó thành tử rồi. Gô hồ. Các tình yêu, đầu năm đừng để chửi nha. Cũ hồn. Nó nói phóng sanh chưa đã đó. Đó. Con chó ba chân gãy nách mới vừa xong á, nó đòi đi nữa đó. Nước cạn rồi không đi nữa, gỗ hồn. Baby. Gỗ hồn. Dạ rồi, em đội ơn chư vị Bồ Tát thị hiện trong cái thế giới này để giúp đỡ em nha. Trong cái ngày này chúng ta giống như những siêu anh hùng thật sự luôn á, đang giải cứu cá biển á. Dạ, bây giờ cái kinh phí mình hỗ trợ Tiun á là giúp Tiun cứu được những con cá nhỏ nhỏ. Sau này nhiều hơn á, em ra côn đảo em cứu mấy con cá cao cấp. Ở ngoài đó người ta đang bắt cá vẹt á. Những con cá mà làm vai trò bảo vệ san hô á, mà người ta đang ăn ở ngoài đó. Còn thả những cái con này á là để nuôi sống những cái con mà ăn thịt cá vẹt đó, để cứu cá vẹt. Và nó có sự liên quan mắc xích hết trơn à. Dạ thiệt, cá ngoài biển nó mới nhiều chứ cá sông thì nó không nhiều. Cá sông thiên nhiên bây giờ thì nghĩ lại quý vị thấy chỉ có cá chạch, cá chép, lươn, tôm hùm, mấy con tôm càng xanh. Cá sông ít lắm. Còn mấy con cá sông lớn trong đồng, trong ruộng người ta thả ra sông giết nó nhiều lắm. Sông nó đang bị mất cân bằng về là lượng cá. Mà người ta thả đủ thứ con, rùa tai đỏ cũng thả, cá chùi kiến cũng thả, mấy con cá nước ngoài thả ra hết. Bắt đầu thả cá sấu. Thả như vậy thì phước đức lấy đâu ra. Thả mấy con gây hại ra, phóng sanh một mà sát sanh tới 10.